nhà phố chật hẹp thì bất cứ mảnh sân vườn nào cũng đáng quý. Thậm chí có những gia đình không có sẵn không gian thì đã sẵn sàng biến mái nhà của mình thành ngôi vườn. Điều đó hoàn toàn có thể bạn nhé. Sử dụng không gian trên sân thượng và mái nhà để trồng cây xanh, làm vườn đang trở thành hot trend trong thời gian gần đây. Vậy hãy cùng với blog Nội thất đẹp đi tìm hiểu về kinh nghiệm thiết kế vườn trên mái nhà bạn nhé. Tại sao nên thiết kế vườn trên mái nhà? Hiện nay thì vườn trên mái là giải pháp tối ưu. Khi bạn muốn có một không gian sống xanh ngay trong chính ngôi nhà của mình, bởi chúng có những lợi ích sau đây. 1. Cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho gia đình. Không khó để bạn nhìn thấy hình ảnh của những ngôi nhà có đặt các thùng xốp, chậu cây, thùng nhựa ở ban công hay là sân thượng để trồng rau, trồng hoa ngay ở khắp khu đô thị, trung tâm của thành phố lớn. Trước thực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện nay thì đây cũng là điều dễ hiểu phải không nào? Với vườn trên mái thì gia đình bạn có thể tự cung tự cấp các loại rau củ quả sạch và chất lượng cho bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, còn tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn phục vụ mua sắm thực phẩm nữa đấy các bạn ạ. Thứ hai, làm mát nhà, bảo vệ kết cấu của mái nhà. Hầu hết khi xây dựng nhà, chúng ta luôn phải chú ý đến các giải pháp chống nóng cho căn nhà của mình, đặc biệt là khu vực mái nhà, bởi đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới nắng nóng quanh năm. Vườn cây xanh mát trên mái nhà chính là một lớp cách nhiệt rất là hoàn hảo, vừa hấp thụ ánh nắng để phát triển, lại vừa giữ cho không khí của nhà luôn mát mẻ và trong lành, quá hữu ích phải không nào? 3. Có tính thẩm mỹ cao và mang lại không gian sống xanh cho con người. Thiết kế vườn trên mái tạo nên lối sống gần gũi với thiên nhiên và mang lại vẻ đẹp xanh tươi, mát mắt cho không gian mà bạn dự định làm vườn. Sau mỗi ngày học tập và làm việc căng thẳng, chắc chắn ai trong chúng ta thì đều mong muốn có một khoảng xanh thiên nhiên để giải tỏa căng thẳng, tái tạo lại năng lượng cho chính mình. Và vườn trên mái sẽ đáp ứng được yêu cầu này của bạn. Kinh nghiệm thiết kế vườn trên mái. Trước khi bắt tay vào thi công thiết kế vườn trên mái thì bạn cần chú ý những vấn đề sau đây. 1. Xác định khả năng chịu tải và chống thấm của mái nhà. Bạn cần đánh giá cấu trúc của ngôi nhà cũng như khả năng chịu tải và chống thấm của mái nhà của mình, bởi vì không phải nhà nào cũng có thiết kế sân thượng hợp lý ngay từ đầu để làm vườn. Tiêu chuẩn an toàn về trọng tải của vườn trên mái là 150 kg/m². Căn cứ vào mức tiêu chuẩn an toàn này thì bạn hãy ước tính số lượng chậu trồng, khối lượng đất và loại cây cho phù hợp. 2. Xác định hướng nắng và cường độ gió. Việc đầu tiên là bạn cần xác định xem sân thượng nhà bạn có đủ ánh sáng để cây quang hợp hay không, hoặc là có tần suất tiếp xúc với ánh sáng quá cao, có thể khiến cây bị héo, cháy hay không. Từ đó có thể tính toán thật kỹ để lựa chọn loại cây phù hợp và có phương án chống nắng nếu cần. Thứ hai là kiểm tra cường độ gió, bởi vì gió quá mạnh có thể táp vào vườn cây, khiến cây dập nát, bật gốc đấy các bạn ạ. Với trường hợp này, bạn có thể chọn giải pháp buộc căng bố gốc bạt ở hướng gió thổi mạnh và tưới nước nhiều hơn vào những ngày nắng nóng, khô hanh để cây được phát triển ổn định. 3. Chuẩn bị vật liệu cho thi công vườn trên mái. Khu vườn trên mái sử dụng các vật liệu riêng biệt để đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật về chống ẩm, chống thấm nước, chịu tải. Cụ thể, vườn trên mái thường gồm 7 lớp như sau. Thứ nhất, lớp bê tông sàn mái. Đây là lớp bê tông cốt thép có độ cứng và vững chắc để có thể chịu được sức nặng của kết cấu vườn trên mái. Thứ hai, lớp sơn chống thấm có nhiệm vụ chống thấm chính cho hệ mái. Thứ ba, lớp lưu thông thoát nước. Đây là những tấm thoát nước thông minh bằng nhựa có khả năng chịu tải, ruột thoáng, thoát nước tối ưu. Thứ tư, lớp vải địa. Vật liệu này có nhiệm vụ phân cách, lọc bảo vệ và tăng cường thoát nước và ngăn đất cát ở phía trên không lọt xuống các tấm thoát nước gây nên tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Thứ năm, lớp cát. Lớp cát dày khoảng 3-5 cm giúp lớp đất trồng ở phía trên thêm tới xốp, đồng thời hỗ trợ quá trình thoát nước diễn ra nhanh hơn. Thứ sáu, lớp đất dinh dưỡng. Lớp đất có nhiệm vụ cung cấp dinh dưỡng và cố định cây trồng. Và thứ bảy, lớp cây cỏ. Cây xanh là lớp cuối cùng được phủ lên vườn trên mái. Hãy trồng những loại cây phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, ánh sáng và sở thích của bạn nhé. Cuối cùng là đừng quên lắp đặt hệ thống ống dẫn và thoát nước, bởi bạn không thể xách từng số nước lên tưới cho cây và để nước thừa chảy lênh láng trên bề mặt sân. 4. Lựa chọn cây trồng. Nên ưu tiên chọn những loại cây dễ trồng, không đòi hỏi tưới tiêu thường xuyên và không vươn quá cao, đồng thời tránh chọn cây thân gỗ có rễ cọc vì rễ có thể ăn sâu xuống dưới làm hư hại kết cấu bê tông nhà bạn đấy. Một số loại cây mà bạn có thể tham khảo bao gồm cây cảnh như trúc nhật, cau Hawaii, cọ, hoa giấy, si, đa. Cây ăn quả như táo đỏ, táo xanh, khế, cóc, ổi, chanh, xoài, lựu. Cây leo dễ trồng và nhanh phát triển như cát đằng, tầm xuân, ti gòn, thiên lý, chanh dây, huỳnh anh, lý Thái Lan. Hoặc bạn có thể tự thiết kế cho mình một khu vườn treo với những giỏ phong lan thơ mộng nữa nha.
Đối với các loại rau củ, bạn nên trồng những loại rau có khả năng chịu hạn, ít sâu bệnh, dễ trồng và thu hoạch nhanh như rau dền, rau cải, rau muống, rau thơm, rau ngót, cà rốt, củ dền, củ cải, bầu, bí đỏ, dưa leo, cà rốt, ớt, đậu đũa, hành lá, thì là diếp cá. 5. Bón phân định kỳ và phòng trừ sâu bệnh cho cây. Ngoài không gian, ánh sáng và nước, cây còn cần nguồn thức ăn thường xuyên. Vì vậy, bạn phải bón phân định kỳ theo nhu cầu của từng loại cây, thông thường là từ 1 đến 2 lần trong tháng. Khi bạn trồng cây trên sân thượng, sẽ có rất nhiều loại côn trùng, sâu bệnh sẽ xâm nhập vào cây từ đất đấy. Do đó, khi phát hiện cây có dấu hiệu bị sâu bệnh, thì bạn hãy dành thời gian bắt sâu bệnh, dọn sạch cỏ dại để làm tăng năng suất cây trồng và hạn chế sâu bệnh lây lan các bạn nhé. Trên đây là những chia sẻ của blog Nội Thất Đẹp về kinh nghiệm thiết kế vườn trên mái. Hy vọng với những thông tin chúng tôi đem tới thì các bạn sẽ tự thiết kế cho gia đình mình một khu vườn thật đẹp mắt và luôn xanh tươi các bạn nhé. Các bạn thấy video của blog Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog Nội Thất Đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.